và những nụ cười tự tin, sẵn sàng mang đến những câu chuyện khác biệt, truyền cảm hứng mạnh mẽ để cổ vũ lối sống tích cực và có ý nghĩa. Và giá khởi điểm cho bức tranh là 30 triệu đồng. Trang xin nhìn chính lại, không phải là 30 mà là 100 triệu đồng. Và đây là bức tranh rất ý nghĩa đối với chúng em. Và rất mong rằng các quý quan khách cũng như là các anh chị sẽ đồng hành cùng chúng em nhiều hơn nữa. Có lẽ là bây giờ mình lại đi xuống dưới để có thể phỏng vấn như là để cố gần với các anh chị hơn. Dạ vâng, đây là lỗi của em, là bức tranh này trị giá 100 triệu đồng mọi người ạ. Anh ủng hộ 120 triệu. Hãy subscribe.
nếu mà mình giảm thì mỗi người 2 căn cũng được chị. Vâng ạ, và trong lúc mà chúng ta đợi bức tranh thì em xin phép được phỏng vấn các chị một xíu được không ạ? Chắc là em xin được mời phỏng vấn chị, chứ chị không biết là chị cảm nhận của chị về cái đơn vị hôm nay như thế nào ạ? Tưởng cái này là do tụi em tổ chức, cái chị không hề có đạo diễn luôn, do tụi em tự tổ chức. Trước tiên thì xin chào tất cả quý vị quan khách và cùng tất cả các anh chị có mặt trong phòng hôm nay. Thì nếu đêm hôm nay cũng là đêm sự đoàn nghệ thuật ra mắt đầu tiên của các phóng viên Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, nếu mà thực sự là các em tự tổ chức, tự đạo diễn, tự làm việc thì thực sự là các em rất là tài năng. Lời đầu tiên xin chúc mừng tất cả các em đã là chuyện được chương trình rất thành công. Đây thì các anh chị chủ yếu là đi làm không phải liên quan đến ngành nghề về sắc đẹp, cho nên là góc nhìn và góc cảnh của anh chị nó có một cái phần hơi hướng không thiên về cái đặc thù. Nhưng nhìn ở các em ở đây nên các em tỏa sáng, thật sự là rất tỏa sáng, và hy vọng rằng là các em sẽ tiếp tục tỏa sáng trong thời gian tới. Và cũng sẽ chúc mừng cho những cái ai mà đã làm cái chương trình ý nghĩa như thế này, và hy vọng rằng là tâm hồn và sắc đẹp quen sẽ tiếp tục duy trì để làm sao đem đến cho đời những bông hoa tươi mát và những cái niềm vui, những cái ý nghĩa như này hôm nay. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều về những chia sẻ của chị ạ. Tụi em thật sự là rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đã có bức tranh rồi và... Dạ, em xin mời chị Mai sẽ đại diện để trao cho các bạn thí sinh. Quay mình chụp hình một tấm xong rồi bỏ vào. Dạ. Dạ, em xin được mời các chị chúng ta sẽ lên đúng không ạ? Thật ra thì trong lúc mà mọi người ký á, em cũng có một cái chia sẻ nhỏ với mọi người là hôm qua thì tụi em vừa mới hoàn thành xong fashion show và tụi em không có nhiều thời gian để có thể chuẩn bị thật tốt cho đêm ngày hôm nay, nhưng mà mọi người cũng đã tập luyện và cố gắng rất nhiều, tại vì khi mà nghĩ đến cái ý nghĩa của Start Night đó chính là đêm ngày hôm nay để em có thể gây quỹ và có thể dành những cái số tiền này để xây những ngôi nhà, thì mình cảm thấy là rất là ý nghĩa và muốn cống hiến hết mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà những cái phần đấu giá thành công như thế này thì thật sự là rất 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 cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.